ký để theo dõi. Xe chở rác. Xe chở rác thu dọn rác thải trên đường phố. Xe đạp. Đi xe đạp là một trong những cách rèn luyện sức khỏe. Xe đạp. Tàu thủy. Xe mô tô. Xe mô tô. Xe ngựa. Ngày nay rất ít người còn sử dụng xe ngựa. Xe ngựa. Máy ủi đất. Máy ủi đất. Máy xúc. Máy xúc. Xe lu. Xe lu.